Hi, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ làm về cây lục COP 357. Anh em yêu cầu rất là nhiều luôn. Ai đã có khẩu này rồi thì comment phát ạ. Khẩu này thì nó rất là phê rồi. Nói chung là nó xếp tận hàng dưới những cái khẩu mà cùi bắp nhất luôn. Nhưng đổi lại thì mình bán rất là phê. Méo hiểu thế nào ấy, CM lại xếp nó vào những cái dòng mà ở dưới cùng và rất là cùi bắp. Rồi gì đấy, từ từ đã tới, mình giới thiệu cái súng cái đã. Rồi, làm gì mà xoắn lên cả thế. Rồi anh em phía sau cover kinh quá anh em ạ. Ở khẩu này thì nó là một khẩu lục cover cực kỳ bá đạo. Và số lượng đạn mang theo thì tầm 7 viên. Nếu mà chưa ép đạn thì ép đạn xong rồi thì chúng ta sẽ có 9 viên. Không biết là số lượng đạn bình thường là 7 hay 8 viên, mình không check nữa. Mình vào cái là mình ép đạn, mình làm clip luôn, chứ mình không có ấy. Ai có VIP nhiều thì ép đạn sẽ lên được tầm mười mấy viên thôi. Để nếu mà có VIP nhiều thì ép lên nhiều thì đúng là cực kỳ vi diệu rồi. Nó thực sự quá bá đạo anh em ạ. Nó bắn ngon lắm. Rồi anh em có thể thấy rồi. Đam to này, bắn cực kỳ nhanh này. Nó up cái khẩu này lên phiên bản CM làm mình liên tưởng lại CFPC. Một khẩu huyền thoại cực kỳ mạnh. Úi dồi, gì đấy? Kìa kìa, sau lưng kìa. Úi dồi, chạy là thượng sách. 36 kế mà. Úi dồi, gì đây? Bị lag. Rồi. Ồ, ghê vãi, nó kênh cái thằng tên kia mà là mình hết hồn. Rồi, hôm nay thì nhặt hòm mà nhặt được cái khẩu M451 Gold của rời. Úi dồi, tính cận chiến. Rồi, không sao. Úi dồi, dùng bài lũ cũ luôn. Kinh thế. Rồi, pha này phải kiếm ít cái multi kill từ quả bom mới được. Này thì hiếp bom ấy. Úi dồi. Double kill. Ngon quá anh em ạ. Rồi, nó cực kỳ tuyệt vời. Vãi, thằng Zumbai nó bị lag, nó kéo dài người. Kinh khủng quá anh em ạ. Tức là mình tưởng ma, cái hết hồn. Chơi mà chơi buổi đêm mà. Úi dồi. Chơi buổi đêm mà gặp những cái thành phần như này thì đúng là sợ quá. Rồi, sau lưng kia. Úi dồi, bọn này nó kiểu nó loạn quạng luôn rồi. Cái gì đấy, từ từ đã. Trời ơi, hết giờ rồi. Nhây quá. Nó thay đạn cũng khá là nhanh. Mình đánh giá là cũng khá là nhanh. Trên CFPC thì nó cũng hình như là cũng tương tự thôi, không khác gì. Cái này không có chế độ đặc biệt, không có bắn chùm hay là gì hết, nó chỉ bắn bình thường thôi. Rồi như vậy là nó quá bá rồi anh em ạ. Thì nó bắn chỉ có chế độ bắn thường nên nó mới xếp hàng cuối cùng. Sub map này thằng AFK. Úi dồi, chúng bài dạo này cào sao phết anh em ạ. Có cái định mệnh gì đấy. Rồi toàn ngắm VIP AI. Rồi chết này. Chết này, có cái định mệnh. Cào cũng KS nữa. Trời. Rồi, còn ba thằng nữa. Ở bên phiên bản CF China thì rất là dễ cào. Sub map L này. Úi dồi. Chết hết thôi. Nó đơn giản lắm. Rồi, trong lòng. Vãi thẩm du kìa. Đừng nói đến anh em Việt Nam làm gì. Cửa nó cũng thẩm du khiếp thôi. Nhưng mà cái số lượng thẩm du của nó rất là ít. Nó đi săn rất là nhiều. Nên zombie tăng lên rất là nhanh. Nó không phải là như bên Việt Nam anh em thẩm du. Tại vì anh em ấn nhầm rồi, ấn nhầm nút. Úi dồi, cái nút cào đâu rồi, vãi xoài. Đến lúc mà mình cầm zombie là cái nút cào hay bị sao ấy. Cả phiên bản CFM cũng bị mà CFL cũng bị luôn. Méo hiểu tại sao cái tay mình bị sao ấy. Chắc là ram tay mồ hôi nên đến cái phần zombie nó hơi bị run. Nói về cái phần mà thẩm du anh em thì anh em mới chơi thôi. Thẩm du là điều quá bình thường rồi. Chơi vài bữa nữa anh em pro lên thì có mà săn sấp mặt zombie. Rồi nói chung là chỉ là anh em ma mới thôi, ma cũ bắt nạt ma mới thôi, nên thẩm du thôi. Bắt nạt thì phải thẩm du thôi anh em ạ. Rồi tờ AFK đây này, cao đấy chứ. Thôi xong cái trận này tờ AFK nhưng không sao đâu, cái bọn bên CFM China này nó làm dưỡng bài nó đi cao khiếp lắm anh em ạ. Còn một thằng thôi nó cũng cần tim mà. Nhất là Cương Thi đó.
Cường thì là cứ xác định là cứ phòng là cứ tăng Zumba lên vùn vụt thôi. Rồi, thẩm du thùng hàng kìa, kinh vãi. Tập đoàn siêu nhơn. Gì đây? Rồi, thế mà không cận chiến kìa. À, phí. Rồi. Rồi, phí. Ơ, cái điện máy. Nó bấy. Vãi nồi. Bọn này khôn vãi anh em ạ. Cứ thằng nào AFK cứ đứng tới cảnh... kênh nó là kiểu gì cũng có thằng cận chiến và cứ xác định là sấp mặt lờ. Rồi 2000 đam, gần 2000 đam, kinh vãi. Thiếu 70 mấy đam nữa là gần là được 2000 đam rồi. Kinh thật, nói chung là không nên lại cận chiến làm gì. Cứ mất cái giáp rồi thì núp cho nó chắc chuyện. Gì đây? Úi giời ơi, MG3. Cái thằng tên kia nó cứ cầm AA12 VIP là nó cứ vả sấp mặt cái thằng tơ ấy nhỉ. Thằng tơ đã AFK rồi còn vả kinh quá. Đứng xa thế mà còn vả sấp mặt lờ. Rồi nó thoát rồi. Gì đây? Gần hết giờ rồi. Úi giời, làm gì được không đây? Cái thằng cương thi sao cào chậm thế. Kiếm ít cái cận chiến nào. À đù nhấp nháy này. Rồi thế này không cận chiến thì đúng là hơi phí anh em nhỉ. Rồi từ từ đã, kiếm ít cận chiến. Úi dồi ôi, chạy nhanh quá. Cấu lục này đam cũng to phết mà nó bắn. Mình rất thích mà trong chế độ Zumba mà nó thay đạn vừa nhanh mà đam vừa to và bắn nhanh. Thì đó là một cấu lục rất là tuyệt vời trong Zumba. Đó là những cái tiêu chí để săn Zumba tốt, để cover trong Zumba tốt của một cấu lục là bắn cực nhanh. Chỉ cần đam hero này chỉ cần bắn cực nhanh và thay đạn nhanh là ổn rồi. Còn lại mấy thứ khác thì mình cũng không quan tâm. Đam to cũng không làm gì. Chỉ là một khẩu lục cover thôi. Lục cover thì cần gì đam to. Biến luôn đi. Úi dồi, gì đây? Kiếm thêm tí kill mà không được. Thôi biến luôn, ăn kill cho nó phê. Úi dồi. Một pha ăn mạng level max rồi. Rồi, thành hero kia cứ cover cho mình. Mình chỉ việc ăn kill thôi. Rồi gì đây? Úi dồi ôi, cào như thần ạ. Tuy nhiên dùng chiêu 1, chiêu 2 luôn. Kinh quá. Chiêu đặc biệt ư. Làm gì được nhau. Úi thằng kia chết rồi ạ. Kinh vãi. Thánh hấp diêm. Rồi nói chung là bên cái bản CFM China này thì nếu mà cân được team Zumba thì nói chung là rất là khó. Trừ phi mà ăn hên thôi. Hoặc là Zumba nó ngáo thôi. Chứ còn bình thường mà cân được team thì đúng là quá khó anh em ạ. Anh em thử lao vào nó đi, nó xé xác quá. Nó xé xác luôn. Kinh lắm anh em ạ. Bên phiên bản CFM China này thì anh em săn Zumba nó dày dặn. Nó dày dặn quá rồi. Nó không hình được. Chỉ CFM, CFL là bán hình thôi. À, trận thứ 3 rồi, không có gì hot thế này. A đù, Zumba tăng lên rồi, ngon đây. Úi dồi, thời gian để lục cover là đây. Rồi, thùng hàng thất thủ rồi. Thủ cái gì kiểu gì đấy. Ơ cái thằng này không đuổi theo kìa. Mình tín dụ cái thằng này ra cho cào cái bộ này. Rồi khỏi dụ. Cào sấp mặt lới rồi. Ô gì đấy. Rồi từ từ ra em ấy. Ôi rồi vai xoài. Đùa nhau tự dưng có cái hero ngon thế. Biết thế mình thà biến hero để lên tivi nhìn còn hơn là cầm dùm bài thế này. Đời nó khắm lọ. Cầm dùm bài chơi nó khắm quá anh em ạ. Ở chết được rồi đấy. Chết được rồi đấy. Ơ mình vẫn cân này. Rồi. Rồi trận đầu trận thứ 3 mình trận gần cuối mình chơi hơi bị ngu người. Nói chung trận cuối thế này thì quất luôn. Nói chung là ngáo luôn. Bây giờ mình chính thức là công tuyên bố là mình bị ngáo rồi. Rồi thằng nào cứ thích thì cào đi. Mình tuyên bố là mình bị ngáo rồi đây. Rồi mình bị lác nặng rồi. Mặt bị ngu người rồi. Rồi thả thính thôi, có cái lời ấy, tin người vượt cái lờ ra. Rồi, chắc là mình sẽ kết thúc thôi. Chơi như vậy là quá đủ rồi. Đi phía sau một con Zumba. Rồi, úi dồi, chết này. Cứ XD thôi. XD thôi. Rồi, tiếp tục nào. Có một con nữa. Rồi, XD là cứ xác định là die thôi. Cận chiến này các bạn tin là nó chết không? Nhưng mình tin là nó chết đấy. Rồi comment phát nào. Úi dồi đéo phải stream chứ không ấy, mình chờ các bạn comment đã. Rồi vừa nói xong ấy. Thôi mình sẽ kết thúc clip này. Các bạn xem nếu thấy hay thì like và
share clip của mình nhé. Đừng quên subscribe kênh để cập nhật những clip mới nhất. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye, nhớ là comment ủng hộ mình nhá. Bye bye các bạn.